tiếp tục hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu trưởng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ phát động. Cùng dự lễ phát động có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, đại biểu lãnh đạo, dân quân và đoàn viên thanh niên huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cùng với các cơ quan đơn vị trong toàn quân, những năm qua, các cơ quan đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu đã hưởng ứng tích cực và tổ chức tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong khuôn viên doanh trại, trồng rừng trên diện tích được giao quản lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị nơi đóng quân, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Qua đó đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan đơn vị sáng xanh sạch đẹp, cải thiện đời sống sinh hoạt, làm việc của các đơn vị và địa bàn đóng quân. Các đơn vị đã lựa chọn, quản lý tốt chất lượng giống cây trồng, cây lâm nghiệp, bóng mát, cây ăn quả, ưu tiên các loại cây bản địa, cây có giá trị cao. Phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, vừa trồng mới, vừa chăm sóc cây hiệu quả. Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, riêng năm 2021, Bộ Tổng Tham mưu đã trồng mới trên 7.000 cây xanh, và năm nay, các cơ quan đơn vị đã đăng ký trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, trên cơ sở kế hoạch tổng thể 5 năm giai đoạn 2021-2025 của từng cơ quan đơn vị, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng. Việc trồng cây được triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể về diện tích, đất đai, mùa vụ, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn ở từng địa phương nơi đóng quân, đảm bảo trồng cây nào tốt cây đó. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây trồng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm sóc và bảo vệ cây xanh, phòng cháy, kịp thời chữa cháy rừng, quản lý chặt chẽ, chống chặt phá rừng trái pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại địa phương. Sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cùng cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không Không quân, chính quyền và nhân dân địa phương đã tham gia trồng mới 1.200 cây các loại, trong đó có nhiều loại cây lâu năm, cây gỗ quý, cây ăn quả tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 nhằm tăng độ che phủ trên thao trường huấn luyện, củng cố cảnh quan doanh trại của Trung tâm. Công tác chuẩn bị huấn luyện là yếu tố quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả huấn luyện. Chính vì thế, trong nhiều tháng qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện vùng 4 Hải quân đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất doanh trại đến đảm bảo hậu cần, cải tạo cảnh quan nhằm tạo ấn tượng và tình cảm tốt đẹp cho tân binh ngay từ những giờ đầu, ngày đầu về đơn vị. Ghi nhận tại Trung tâm Huấn luyện vùng 4 Hải quân. Quân số tăng, đồng nghĩa với suất ăn cũng tăng lên. Vì thế, việc bảo đảm đủ lương thực thực phẩm là một trong những khâu chuẩn bị quan trọng nhất. Do có sự chủ động từ sớm, nên Trung tâm Huấn luyện vùng 4 đã đảm bảo được 100% về lượng rau củ, quả, thịt cá phục vụ cho tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới và tạo nguồn cho các tháng tiếp theo. Hiện nay, đơn vị có gần 25.000 m2 đất trồng rau, hàng nghìn m2 ao thả cá. Đàn vật nuôi gồm hàng trăm con heo, gà, bò. Năm 2021, toàn đơn vị đã vượt kế hoạch tăng gia sản xuất trên giao gần 20%. Tăng gia sản xuất thì đơn vị đã làm tác chuẩn bị. Hiện nay là tổ chức gieo trồng 100% diện tích vườn hiện có. Vườn rau thì phát triển tốt. Rau xanh hiện nay đơn vị thì bảo đảm 100%. Về chăn nuôi thì đã tổ chức mua con giống, chuẩn bị đầy đủ giống nuôi. Hiện nay thì đơn vị vào thì đã tổ chức thịt heo, cho chiến sĩ mới ăn được ngay, không phải mua ngoài thị trường. Chủ động chỉnh trang, cải tạo cảnh quan môi trường doanh trại, thường xuyên kiểm tra, củng cố thao trường vật chất huấn luyện từ sớm.
là biện pháp được Tiểu đoàn 452, Trung tâm huấn luyện vùng 4 Hải quân thực hiện nhiều năm qua nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho huấn luyện chiến sĩ mới. Sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị đã đáp ứng tốt về điều kiện sinh hoạt và những nhu cầu thiết yếu của chiến sĩ mới để họ yên tâm huấn luyện, công tác. Đến giờ phút này là chúng tôi đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón chiến sĩ mới từ các tỉnh thành về học tập công tác tại tiểu đoàn. Từ việc là tập huấn cán bộ cho đến chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, đồng thời là cảnh quan môi trường, biển bảng, nơi ăn trốn ở. Cùng với việc đảm bảo về cơ sở vật chất, hậu cần doanh trại, đơn vị đã chú trọng nội dung tập huấn cán bộ, tu sửa các loại bia bảng, củng cố mô hình học cụ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án các loại và mỗi giáo án đều được thông qua các cấp trước khi bước vào huấn luyện. Cho đến giờ phút ngày hôm nay, Trung tâm huấn luyện của vùng 4 đã tổ chức tập huấn và triển khai chuẩn bị các mô hình học cụ, thao trường bãi tập là đã bảo đảm được đủ 100% theo hướng dẫn của trên và những cái thực lực của đơn vị. Chúng tôi cũng đã hiệp đồng chặt chẽ với lại các địa phương đấy, để tổ chức test nhanh theo quy định của bộ và chuẩn bị phương tiện để vận chuyển chiến sĩ mới từ địa phương về đơn vị một cách khoa học, bảo đảm an toàn. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt đã giúp cán bộ chiến sĩ Trung tâm huấn luyện vùng 4 Hải quân tự tin bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Vào đúng ngày này 75 năm trước, ngày 12 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Phòng Dân quân Toàn quốc thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Đây chính là đơn vị tiền thân của Cục Dân quân Tự vệ Bộ Tổng Tham mưu ngày nay. Kể từ đó, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Dân quân Tự vệ đã phát huy vai trò quan trọng trong tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác quốc phòng của các bộ ban ngành trung ương và địa phương trên cả nước, tạo nhiều bước phát triển đột phá trong tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, theo phương châm vững mạnh, rộng khắp. Những năm qua, luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ và luật giáo dục quốc phòng an ninh đã lần lượt ra đời, nhận được sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị. Cùng với đó, Cục Dân quân tự vệ đã tham mưu để ban hành các nghị định của chính phủ, các thông tư của Bộ Quốc phòng nhằm triển khai thực hiện các bộ luật này thống nhất trên cả nước. Đây chính là tiền đề vững chắc để công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên được lan tỏa và thực hiện có trách nhiệm cao, có hiệu quả thực tiễn trên cả nước, tăng cường lực lượng cán bộ dân quân cơ sở với phương châm ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Trong cái thời gian qua thì chúng tôi đã xây dựng và tham mưu để thực hiện 6 cái đề án về công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Trong đó thì có những cái đề án mà rất là quan trọng và mang tính đột phá về tổ chức xây dựng lực lượng và hoạt động của dân quân tự vệ, như là đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, chỉ đạo các cái địa phương là xây dựng cái đề án về tổ chức xây dựng lực lượng bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ cái giai đoạn 2021-2025. Đây là một cái đề án cũng hết sức quan trọng, nó mang tính quyết định đến cái việc tổ chức và cái chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân ở cơ sở. Các mô hình về dân quân tự vệ đã được xây dựng phù hợp với đặc thù kinh tế xã hội của từng địa phương, như mô hình chốt đơn vị dân quân thường trực biên giới đất liền, đơn vị dân quân cơ động pháo binh phòng không, đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp. Cái công ty thì chúng tôi tuyên truyền giáo dục và bằng hình ảnh rồi là bằng những cái luật, những cái chủ trương nghị quyết của Đảng ủy công ty. Về chuyên môn nghiệp vụ thì chúng tôi phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố là huấn luyện về mặt nghiệp vụ, đảm bảo là lực lượng tinh nhuệ có thể đáp ứng được mọi cái nhiệm vụ khi mà cần đến cái lực lượng này. Cùng với đó, thời gian qua, hội thi pháp luật về dân quân tự vệ được tổ chức sôi nổi ở các cấp, tập trung vào đối tượng chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, huyện, tạo không khí thi đua trong lực lượng, tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về luật dân quân tự vệ. Từ khi luật dân quân tự vệ có hiệu lực thì
cái lực lượng đội ngũ dân quân tự vệ thì chúng tôi chỉ đạo điều hành để tổ chức thực hiện cái hoạt động của đội ngũ dân quân tự vệ địa phương cũng thuận lợi hơn rất là nhiều. Và cái huy động lực lượng ấy thì cũng rất là thuận lợi. Và hiện nay thì lực lượng dân quân tự vệ của chúng tôi thì tham gia rất là tích cực vào các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sát cánh cùng bộ đội chủ lực trong chiến đấu với dịch COVID-19, lực lượng dân quân tự vệ trên khắp cả nước đã tăng cường góp sức thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống các loại tội phạm, vừa kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập qua đường biên cửa khẩu. Căng mình chống dịch, nhiều đồng chí dân quân tự vệ đã hy sinh công việc riêng tư, tạm gác việc gia đình vì nhiệm vụ chung mà cấp trên đã tin cậy giao phó. Khi mà có dịch thì sự chỉ đạo của cấp trên phối hợp với lực lượng biên phòng công an để chốt chặn trên tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19, thì đối với lực lượng dân quân đã an tâm tư tưởng, cùng phối hợp với là công an biên phòng sẽ chốt chặn trên tuyến biên giới để bảo đảm cho nhân dân an tâm. Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, các chiến sĩ dân quân tự vệ xác định thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân, bảo vệ chính quyền cũng chính là bảo vệ gia đình quê hương mình được bình yên, phát triển.